Hội sứ lại nói Ngũ ác là nhân Cân khổ là quả Nương quả để khuyến cáo nhân Triển chuyển tương sanh Đời này đau Đời sau nóng đều do nhân mà sanh. Cả hai thuyết đều nói rõ về tương sanh, nhưng không nói rõ về nghĩa triển chuyển. Ý nghĩa tương sanh đã nói rất rõ ràng, chưa nói rõ về triển chuyển. Ngài tịnh ảnh, cảnh hưng và giọng tây đều nói rõ. Trong chú dạy của ba vị tổ sư này có Điều đầu tiên nói về làm ác Sanh ra đau khổ thiêu đốt Thứ hai nói về thiêu đốt Sanh ra ác độc đau đớn Đây là gì? Trong nhân có quả Trong quả có nhân Đây gọi là triển chuyển Hay nói cách khác Ở đây nói rõ về chân tướng trong lục đạo Lục đạo quá khổ Vì sao vậy? Vì hoạt nghiệp khổ Triển chuyển tương sanh Nhân bất thiện Sẽ mang đến ác bào Lúc nhận ác bào không cam tâm không tình nguyện oán trời trách đất lên tạo nhân ác có người nào khi thọ báo khổ mà cam tâm tình nguyện thật sự không oán trời không trách đất tự mình phản tỉnh thay đổi bản thân hai người này rất ít Gặp một chút không như ý Là oán trời trách đất Như vậy tội này ngày càng nặng Vì sao ngày nay chúng ta gặp đại nạn này Không có gì khác Đây chính là ác nghiệp tích lũy Từ nhiều đời trước Tích lũy quá nhiều Nên bây giờ bộc phát Có thể trách người khác chăng? Không thể. Dù thảo quả lớn đến đâu, cũng không thể cam tâm tình nguyện lãnh chịu. Bản thân tôi tạo ra, nên tôi phải gánh lấy. Như vậy mới có thể tiêu nghiệp. Không cam tâm, không tình nguyện, phiền phức sẽ rất lớn. Đời đời, đời kiếp kiếp đều phải gánh chịu ừ. Thiện nhân thiện quả ác nhân ác quả Không sai chút nào Đây là chân lý Đây là chân tướng sự thật Tám độc Chính là tham sân si mạng nghi Trong lòng chúng ta Là nhân của tất cả quả báo bất thiện Nếu không đoạn trừ Nhổ sạch nhân này Cái ác tạo ác của chúng ta Nghĩa là sát đạo giám vọng sẽ không đoạn tuyệt, không đoạn tuyệt được sát đạo giám dòng, thì khổ báo của địa ngục Ngã ngạ quỷ súc sanh mãi mãi không dừng. Đây là oan oan tường bạo không bao giờ dứt à, hiện nay chúng ta ở thế gian này chịu những đau khổ. khổ đây là quả báo hiện đời là thống nhưng sau khi chết đọa vào trong tam độ chính là thiêu thiêu là địa ngục nói thật Địa ngục rất dễ vào Nhưng lại khó ra được Chúng ta chỉ cần hiểu rõ ràng Minh bạch Về một trăm loại quả báo Niệm Phật của Đại sư Quán Đành. quý vị sẽ biết, trong cuộc sống hàng ngày hiểu tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác có bao nhiêu ý niệm bao nhiêu tâm hành bất thiện tương ưng với ba đường ác như vậy quý vị sẽ biết tưởng rằng chúng ta không tạo sao không ai dám nói lời này vừa đối chiếu liền rõ ràng thật sự học phật tu học đại thừa tu học tịnh độ nói với quý vị là thật không phải giả đó là hiện tượng gì buông bỏ dạng duyên ở thế gian này trong lòng chỉ có Phật A Di Đà Nhất hướng chuyên niệm ngoài ra không nghe không hỏi ai làm được các ông bà cụ ở nông thôn làm được Điều này trước đây Thầy Lý thường nói với tôi Thầy nói Tôi muốn học nhưng không học được Câu này có ý gì? Phần tử tri thức không bằng các ông bà cụ các ông bà cụ thật sự buông bỏ, phần tử tri thức chỉ nói nhưng không buông được.